Hạnh Nhật Tấn xin kính chào tất cả các quý vị, tất cả các anh chị cùng tất cả các bạn. Thì dạo gần đây Hạnh Nhật Tấn cũng đã mở ra một cái khóa học là đang nói về là phong thủy nhà ở. Đó. Thì video thì tôi đã làm đến bài số 3 và tôi hướng dẫn cho tất cả các vị từng bài rất là kỹ lưỡng. À, các vị nào muốn học, các vị có thể tham gia đăng ký nha. Khi các vị tham gia đăng ký thì các vị nên sắm cho mình một cái cây viết và một quyển sổ nhỏ để khi các vị vào học thì các vị hãy ghi lại những gì các vị học. Thì sau này thì kênh của tôi là làm rất nhiều những cái video nói về hướng dẫn xem giờ phong thủy và hướng dẫn cho tất cả các anh chị về cái thực coi ngày cho thiệt là chuẩn. Thì tôi nói là trong vòng chỉ có vài chục video thôi, các quý vị có thể vừa xem xong là các quý vị có thể thực hành và hiểu được. Giờ tôi sẽ tìm nào diễn giải nó dễ hiểu, nó xúc tích, nó gần cời hơn đối với chúng ta để cho chúng ta dễ nắm bắt bài hơn đó. Và một điều nữa thì chúng ta nên biết là chúng ta là người phương Đông chứ không phải là người phương Tây, và phong thủy của ông cha ta ngày xưa để lại là phong thủy phương Đông, mà phong thủy phương Đông là phong thủy bát trạch, còn phong thủy sau này nhập dời đó là phong thủy phương Tây, đó là phong thủy huyền không vi tinh. Mà các vị nên biết huyền không vi tinh là một cái phong thủy nó chứa rất là nhiều kiến thức sâu xa, rất là nhiều. Những anh chị nào thích nghiên cứu những cái khó khăn thì lại thích huyền không phi tinh, còn học bên phong thủy bát trạch các quý vị cũng có những cái khó khăn nó không kém gì bên huyền không phi tinh. Nó gặp những khó khăn tức là chúng ta phải cần phải học thuộc lòng hết cái phong thủy bát trạch rồi chúng ta mới bước qua cái học xem cái huyền không vi tinh thì nó sẽ dễ hơn. Các quý vị học huyền không vi tinh thì không thể nào thuộc được rồi đó, tại nó rất là nhiều khía cạnh và bây giờ nó lại mở trường, nó mở rộng ra, tức là huyền không vi tinh rồi huyền không đại quái, nó bây giờ nó mở ra rất là nhiều nhiều môn làm cho chúng ta bị bó rối. Tại vì là cái gì hay thì người ta lại theo, mà một khi người ta theo thì người ta sửa viết rồi nó thành ra rất là nhiều môn phái, nó rất là nhiều bài giảng, nó khó hiểu. Ví dụ như dùng huyền không vi tinh để dự đoán học hả, để dự đoán, dùng huyền không vi tinh để coi nhà ở, dùng huyền không vi tinh để coi ngày tốt xấu, rồi dùng huyền không vi tinh làm đủ thứ công việc, thậm chí mà có thể coi được vận mệnh con người đó. Thì cái đó nó quá đại trà đi. Thực ra là huyền không vi tinh cái gốc của nó là dự đoán tốt xấu của một căn nhà, dự đoán tốt xấu của một con người, dự đoán tốt xấu của một thế hệ đó, chứ không phải nó là một phong thủy, nó là một phong thủy gia, hoặc nó không phải là một phong thủy chính gốc, nó là một cái phong thủy dự đoán học đó. Còn chúng ta muốn học phong thủy nhà ở chính gốc chính tông, chúng ta phải học từ phong thủy bát trạch. À, chúng ta muốn học về phong thủy nhà ở, chúng ta đừng quên học phong thủy bát trạch. Đúng là phong thủy huyền không nó rất là hay, nhưng chúng ta đừng quên mà bỏ cái phong thủy bát trạch là không nên. Tại vì phong thủy bát trạch là gốc, huyền không là sau này. Cho nên mình muốn hay không thì mình phải học phong thủy bát trạch trước, rồi mình mới xoay qua mình học huyền không vi tinh sau. Chờ thông một môn xong mình mới thông qua môn thứ hai, chứ đừng có học lỡ dở, chưa hiểu hết về cái hiền, chưa hiểu hết về cái phong thủy bát trạch mà đã nhảy qua phong thủy hiền không thì làm cho chúng ta sẽ bị bối rối liền. Tôi cam đoan với quý vị một câu danh dự là khi chúng ta chưa thông được bát trạch thì đừng mong rằng chúng ta sẽ thông hiền không nha các quý vị. Hiền không là nó rất là lớn, rất là rộng. Cho nên á là muốn cái gì thì muốn học cái gốc trước, vững được cái gốc. Giờ chúng ta muốn đi đâu chúng ta đi, chúng ta muốn học cái gì chúng ta học. Đó. Thì video
này là nói về phong thủy thôi. Rồi các anh chị nào muốn học, muốn tham gia khóa học thì hãy bấm nút tham gia. Và muốn tham gia được thì các vị cần phải có một cái thẻ visa. Các vị đăng ký học thì YouTube nó sẽ trừ tiền các vị, tại trong khóa học nó cũng có mệnh giá, ghi giá, các vị tự lựa chọn giá cho mình để tham gia. Tham gia thì YouTube nó sẽ trừ đúng cái số tiền đó thôi chứ không có trừ hơn. Và khi số tiền đó nó sẽ tính trong vòng 1 tháng. Trong vòng 1 tháng các vị có thể học hết là ít nhất là phải là 20 bài, hoặc là đến thậm chí đến 30 bài. Thì khi nào các vị qua tháng sau các vị không muốn học nữa thì các vị sẽ không cần đăng ký nữa đó, không cần đăng ký nữa. Thì thường á thì chúng ta đăng ký xong qua tháng sau chúng ta, nếu mà chúng ta không đăng ký thì chúng ta sẽ không coi được video đó. Còn còn nếu các quý vị muốn muốn học nữa thì các quý vị tham gia nữa đó. Còn các quý vị thấy đủ rồi, sợ tốn tiền nữa thì các vị không cần tham gia nữa đó. Là qua tháng thứ hai, rồi các vị qua tháng thứ ba các vị cũng vậy, thích thì tham gia, không thích thì thôi, chứ không chứ chứ YouTube không bao giờ lấy tiền ăn của các quý vị nha, không có bao giờ lấy tiền tham lam gì của các quý vị hết, cho nên các quý vị cứ yên tâm mà tham gia nha. Rồi chào và hẹn gặp lại tất cả các quý vị và tất cả các anh chị ạ. Rồi chào.